Bạn đang nghe từ Phonos Tóm tắt sách Tâm lý học đám đông Tác giả Gustav Le Bon Tâm lý học đám đông xuất bản từ năm 1895 là một tác phẩm đầy mê hoặc Góp phần làm nên thành công của các nhà lãnh đạo nổi tiếng lẫn tai tiếng, Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt và trùm phát xít Hitler đều là những người chịu ảnh hưởng của học thuyết này. Và cho đến tận ngày nay, khi soi chiếu nó với hiện thực xã hội, những lập luận mà tác giả đưa ra cách đây hơn 100 năm vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn. Trong kỷ nguyên kỹ thuật số, khi tin tức được truyền đi chỉ với một cuốn nhấp chuột, làm chủ đám đông là làm giàu túi tiền thì việc hiểu về đám đông lại càng là một nhu cầu cấp thiết đám đông trong cuốn sách này được xem xét dưới góc độ một nhóm người có cùng mục đích tập hợp lại với nhau họ bị ảnh hưởng bị dẫn dắt bởi điều gì và cách họ suy nghĩ như thế nào tất cả đều sẽ được lý giải trong cuốn sách ngay bây giờ mời bạn cùng phonos điểm qua ba nội dung đặc sắc của tâm lý học đám đông Nội dung đầu tiên, đám đông hành động trong vô thức. Khi bạn thuộc về một đám đông có cùng mục đích, cảm xúc, vân vân, suy nghĩ của bạn bị dẫn dắt bởi sự ám thị của những hình ảnh hiện lên trong trí tưởng tượng. Tư tưởng của đám đông chi phối tư tưởng của bạn và bạn được thôi thúc hành động theo bản năng mà bỏ qua ý thức chịu trách nhiệm với tư cách một cá nhân. Đó là lúc bạn mất đi khả năng tư duy phản biện bạn hành động trong vô thức đơn thuần chứ không phải bằng lý trí như tác giả lập luận sự biến mất của nhân cách có ý thức sự áp đảo của tính cách vô thức tình cảm và suy nghĩ bị hướng về cùng một chiều bởi sự ám thị và lây nhiễm xu hướng biến các ý tưởng bị ám thị thành hành động đó là những đặc tính của cá nhân khi tham gia đám đông đám đông đang phất cờ hô to những khẩu hiệu chúc mừng thành công của đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng là sản phẩm của sự ám thị và lây nhiễm, hệt như các anh hùng bàn phím đưa ra lời chỉ trích về một sự kiện chưa được xác thực. Lựa chọn thuộc về đám đông tích cực hay tiêu cực là quyết định của bạn. Nội dung thứ hai, đổi chiều dư luận bằng hình ảnh đối lập. Làm sao để xoay chiều đổi hướng một đám đông bởi lẽ đám đông được thúc đẩy hành động và phát ngôn thông qua hình ảnh ám thị gắn liền với những tư tưởng vốn đã trở thành tình cảm nên việc dùng lý lẽ chống lại quyền lực đám đông là việc làm vô ích muốn đổi chiều dư luận cần tác động để khơi dậy cảm xúc gắn liền với một hình ảnh ám thị mang ý nghĩa đối lập chẳng hạn như khi bắt gặp những người đồng thuận với quan điểm rằng người đọc sách nhiều thường sống lãng mạn thiếu thực tế bạn sẽ phản ứng như thế nào? Cố gắng đưa ra những gạch đầu dòng chứng minh họ đã sai chắc chắn sẽ chỉ khiến bạn nhận về gạch đá. Tuy nhiên, khi bạn đưa ra dẫn chứng về thói quen đọc sách của những người thành công ở các lĩnh vực khác nhau, bạn có thể khiến đám đông bắt đầu suy nghĩ có ý thức hơn. Vì lúc này, đọc sách được gắn liền với hình ảnh một người thành công cụ thể, làm thay đổi hình ảnh ám thị ban đầu được đám đông dựng lên ám thị về thói quen đọc sách, hứa hẹn một cuộc đời thành công sẽ trở thành động lực để mọi người có thiện cảm hơn đối với việc đọc. Dẫn dắt tư duy của một đám đông là câu chuyện của kỹ xảo chỉ có thể thực hiện khi bạn hiểu về động lực hành động và phát ngôn của họ. Nội dung thứ ba Làm chủ ngôn từ rồi mới có thể làm chủ đám đông. Làm thế nào để có được sự chú ý của đám đông? những người có sức ảnh hưởng với đám đông thường biết lợi dụng sức mạnh của ngôn từ gắn với hình ảnh uy tín của người lãnh đạo cùng với năng lượng họ toát ra khi truyền đạt thông điệp sẽ tạo nên ấn tượng với đám đông đám đông bị dẫn dắt bởi cảm xúc nên họ cần những lời khẳng định mạnh mẽ quả quyết được nhắc lại nhiều lần chứ không phải những lập luận logic khô khan bạn sẽ dễ dàng nhận thấy điều này khi quan sát các ứng cử viên tổng thống hoa kỳ tranh biện cùng nhau những người chiến thắng thường dùng những lập luận mang tính khẳng định cương quyết gợi hình ảnh hơn là cố gắng phản bác những cáo buộc của đối phương bởi lẽ đám đông bị dẫn dắt bởi cảm xúc nên khi năng lượng bạn tạo ra đủ lớn cùng thông điệp đơn giản dễ hiểu thì niềm tin và quan điểm của bạn sẽ tự động lây nhiễm sang đám đông lấn át tất cả những gì thuộc về lý lẽ logic của lập luận tâm lý học đám đông xứng đáng với danh sừng một trước tác kinh điển vì tính ứng dụng xuyên suốt chiều dài lịch sử. Trong thời đại mỗi cá nhân đều đang thuộc về một tổ chức, một hội nhóm nào đó. Nếu không hiểu về đám đông, chúng ta sẽ dễ dàng bị lôi đi trong vô thức. Không phải ai cũng có thể làm chủ đám đông, nhưng không phải ai cũng cam tâm mặc đám đông làm chủ. Phiên bản sách nói của quyển sách này đang được phát hành độc quyền trên Phonos. Mời bạn tìm nghe. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt tâm lý học đám đông trên ứng dụng Phonos. Hãy thường xuyên truy cập vào Phonos để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nhé.